Hello, xin chào bạn nha. Chào mừng các bạn đến với kênh Mẹ Tấm Channel. Hôm nay mọi người hãy cùng vào bếp với Mẹ Tấm và mình sẽ làm một cái món thiệt là mát lạnh, thơm ngon. Đó là món kem chuối. Nào, chúng ta hãy cùng nhau vào bếp và làm món này với Mẹ Tấm nha. Đầu tiên là mình chuẩn bị nguyên liệu để làm món kem chuối này nè. Nguyên liệu thì gồm có một nải chuối, mình sử dụng chuối sim hay ở mình còn gọi là chuối móc á các bạn. Tiếp theo là 50g đậu phộng. Để thêm cái sự ngon cho cái món này thì mình có sử dụng dừa sợi nè các bạn. Các bạn có thì có thể cho vào hoặc không có cũng được luôn nha. Này là 400ml nước cốt dừa. Mình sử dụng nước cốt dừa tươi luôn ạ. 3 muỗng canh sữa đặc. Và các bạn chuẩn bị thêm những cái túi như thế này để mình làm kem nha. Ok, nguyên liệu thì cũng đã chuẩn bị xong. Bây giờ mình bắt tay vào thực hiện nha các bạn. Mình sẽ làm phần nước cốt dừa đầu tiên nè. Bắt lên bếp một cái nồi, cho vào đó là 400ml nước cốt dừa. Rồi tiếp đến thì mình cho 3 muỗng canh sữa đặc vào. Rồi mình cho 1 muỗng canh đường vào. Tiếp đến là một chút xíu muối. Mình quậy đều lên cho đường và muối tan ra. Quay qua thì mình sử dụng 2 muỗng bột năng hòa với nước nè. Hòa tan ra nha các bạn. Sau đó cho vào nồi nước cốt dừa đang đun trên bếp. Mình sẽ cho từ từ bột năng này vào. Canh cái độ sánh sệt vừa phải. Giờ mình quậy đều lên nè. Quậy cho nước cốt dừa nó sôi và sệt lại nha các bạn. Để tạo cái hương thơm cho cái nước cốt dừa này thì mình sẽ cho một ống vani vào nè. Ok, cái phần nước cốt dừa của mình nó sôi lên như vậy là được rồi các bạn. Giờ mình sẽ tắt bếp nha. Mình để đây cho nó nguội đã. Giờ mình đi rang đậu phộng nha các bạn. Mình bắt lên bếp một cái nồi, cho 50g đậu phộng đã chuẩn bị vào. Giờ thì bật bếp lên nè. Mình rang đậu với một chút muối để hạt đậu được thơm và giòn hơn á các bạn. Giờ thì mình đứng đây và đảo qua đảo lại, khi nào đậu chín vỏ đậu tách ra và đổi màu là ok nha các bạn. Đậu đổi màu như này, mình thử xem đậu chín chưa nè. Rồi tắt bếp. Đây là phần đậu mình đã để nguội và bóc vỏ. Giờ mình sẽ đi đâm nhuyễn phần đậu này nha các bạn. Mình sẽ cho hết cái phần đậu này vào một cái túi. Dùng chày giã nhuyễn như thế này. Ok, nhuyễn như này là được rồi nè. Cho ra cái tô. Đậu phộng cũng đã xong, nguyên liệu cũng sẵn. Chuẩn bị làm kem chuối nha. Này là chuối mình đã bóc vỏ sẵn rồi nè. Chuối nhà mình nó hơi bị chín quá nên nó không có màu như vậy. Nhưng mà chuối này rất là ngon và ngọt nha các bạn. Tiếp đến là phần cho chuối vào túi và mình ép mỏng ra nha. Mình sẽ dùng một cái thớt kề bên dưới nè. Cho chuối vào nè. Nằm ngang lại đi. Rồi dùng một cái tấm thớt khác ép lên. Độ dài mỏng tùy bạn nha. Ok, mình nghĩ như này là được rồi á. Nhìn miếng chuối ngon quá ha. Bây giờ những cái phần chuối còn lại thì mình cũng làm tương tự nha các bạn.
Và bây giờ mình đã ép xong được hơn một nửa rồi các bạn. Phần chuối còn lại mình sẽ cắt nhỏ ra và tí nữa mình cũng cho vào hộp và làm kem luôn nè. Chuối thì cũng đã cắt xong. Bên này là chuối ép. Giờ mình tiếp tục công đoạn tiếp theo nha các bạn. Lấy một túi ra, gấp gọn miệng túi lại. Giờ mình cho lần lượt các nguyên liệu kia vào hai bên mặt chuối nha các bạn. Đầu tiên sẽ là một muỗng nước cốt dừa nè. Thoa đều. Tiếp theo là đậu phộng, mình cũng rắc đều luôn nha. Rồi dừa sợi vào, nhìn hấp dẫn quá à. Đối với mặt bên kia thì mình cũng làm tương tự nha các bạn. Cứ thế mà làm hết cái phần chuối mình đã ép. Mình cho hết nguyên liệu vào hai bên mặt chuối thì mình sẽ gấp gọn lại nè. Như vậy là đã có một túi kem chuối rất là ngon luôn. Như vậy đã làm xong cái phần túi kem nè. Giờ tiếp đến mình cho cái chuối mà mình đã cắt nhỏ vào á, mình cho vào hộp và làm một hộp kem thật là thơm ngon. Tương tự thì mình cũng cho đều, rắc đều những cái nguyên liệu với lại chuối như là mình làm cái phần túi kem á các bạn. Mình cho hết nguyên liệu vào rồi thì giờ mình sẽ xếp từng cái lớp chuối vào. Và trên một cái lớp chuối đó thì mình cũng cho những cái nguyên liệu khác vào như vậy nha. Như vậy là mình đã làm xong cái phần kem chuối này rồi các bạn nè. Mình làm hai loại, một loại là mình cho vào hộp và một loại là mình cho vào túi ni lông. Nhìn kem chuối rất là ngon và hấp dẫn phải không nào? Giờ mình sẽ đậy cái nắp hộp này lại và cho vào ngăn đông tủ lạnh. Khi mà mình cho vào ngăn đông tủ lạnh thì mình để khoảng 5 đến 6 giờ là có thể dùng được rồi nha. Ten ten. Và đây là phần kem chuối mình đã để trong tủ lạnh 5 giờ đồng hồ á các bạn. Giờ mình sẽ để ra và cắt cho các bạn xem nha. Nhìn ngon quá à. Nước cốt dừa và dừa
rất là thơm luôn các bạn. Wow, nhìn đã chưa? Phần kem chuối nhìn rất là bắt mắt. Chắc hẳn rằng bạn nhỏ nhà mình sẽ rất là thích đây. Trong cái mùa hè nóng bức này mà có một miếng kem chuối ăn thì rất là tuyệt vời luôn á các bạn. Và đây là phần kem chuối mình đã cho vào trong túi nè. Mở ra và dùng thử thôi nào. Rất là ngon luôn nha. Các bạn hãy thử để cùng gia đình mình thưởng thức nhé. Và bây giờ thì video mà làm kem chuối của mình ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình nha. Nếu thấy thích video này thì hãy cho mình một nút like nhé. Và đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ những video tiếp theo khi mà mình post lên nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn thành công nha.